Nhiệm vụ của hai bạn là mỗi người có 5 phút suy nghĩ và viết ra một bài thơ có liên quan đến khu vực này. Dừng chân ruộng mía xanh xanh, máy bay ngang núi ngỡ tranh giữa chiều. Có ai gọi điện lúc này? Dừng chân ruộng mía xanh xanh, máy bay ngang núi ngỡ tranh giữa chiều. Nhớ em rắc lay yêu kiều, nhưng phải làm rễ lắm điều đành thôi. Thơ nghe cũng được nhưng mà nó có mấy cái phi lý. Một ấy, là ngỡ như tranh giữa chiều là cái gì? Kiếm anh tranh xanh giữa chiều. Cái thứ hai là bây giờ mới đến Đắk Lây mới chuẩn bị gặp các em mà chưa gì đã nói chuyện là gặp rồi mà từ chối không yêu là sao? Thì lỡ yêu mấy em bắt làm rễ thì cũng căng lắm. Mình còn muốn về với ba với mẹ mà tự nhiên mấy em bắt làm rễ, bắt nấu cơm, bắt lau nhà, dọn nhà cho ba má thì cũng căng lắm. Thôi đề nghị up lên Facebook để lên xe đi. Kết quả để cho khán giả quyết định. Rồi chúng ta lên đường. Chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh. Chú 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 ô lêu ô lêu ô lêu. Gùi từng bao nước mắt tới chàng trai yêu. Chú chú ô lêu ô lêu ô lêu. Cả đoàn không ai biết kế hoạch của anh đi là gì. Thì bây giờ là kế hoạch của anh đi đã là bắn nỏ, sau đó chơi một trò ở đây nữa. Nhưng do mình đã đến đây trước thì cứ chơi ở đây trước. Mấy cả nhà vợ đó thì anh đi xây dây thích thêm. Mình có cảm giác không ổn lắm. Anh đi ơi, tụi tôi đang có cùng một câu hỏi. Là sao? Có khi nào tất cả những người còn lại đang bị anh đi lừa không? À cũng một chút. Đi về. Chút thôi. Đi về. Đi về. Đi về. Lừa đảo. Lừa đảo. Ba người này mà lại sợ để anh đi nó lừa. Ra đây gặp bạn của anh đi. Đây là bạn Mây, còn Adi là Adi. Anh biết tại sao chúng em đến đây, để anh hướng dẫn chúng em đàn đá. Trước hết, anh chơi cái bài đơn giản nhất nhá. Vừa ngắn vừa đơn giản. Đó là bài đơn giản nhất rồi đó ha. Đó là bài đơn giản. Mày thử đi. Mời anh đi. Mày thử đi. Kéo lên quang dốc ngồi gấp. Xí, lại. Khổ quá nhỉ. Ngồi gấp. Anh giới thiệu cho cái loại nào nó dễ hơn hay đây là cái dễ nhất rồi? Cái dễ nhất ở đây là cái này. Đây thường gọi là chiên. Mình mời người đồng bào mời diễn tập lover. Rồi. Cấp cứu hả? Ơi, thở được không? Dạ mặt đỏ rồi kìa. Thôi anh. Đây gọi là đạt trombut. Trombut. Rồi sau đây họ sẽ chỉ cho cả hai. Sử dụng cái loại đàn này. Rồi khi sử dụng rồi sẽ bắt đầu vào cuộc thi. Ủa phải, tức là tay phải tạo ra gió mà tay mình thế này thì làm sao mà tạo? Rồi, ai thi trước? Từ đây qua đây, xong từ đây tới về cái âm thứ 3, kết cái âm thứ 3 đây. Vẫn nghe được nhưng mà phải đến rất là gần. Do cấu tạo bàn tay của em nó hơi khác bàn tay đi nên em sẽ đổi phương pháp một tí. Đừng quá khôn nhá. Đừng quá khôn. Cái
còn tệ hơn cả em luôn. Từ từ từ, chú ý nghe có tiếng mà. Cũng có tiếng. Bây giờ cầm máy cho quay phim để quay phim biểu diễn thi của 12 người. Và nếu như mà quay phim mà giỏi hơn là Mây sẽ kiêm phụ quay. Nước vỗ tay to nhất à, xin chúc mừng Mây. Và thứ hai, chúc mừng Eddie. Và người đặc giá nhất là anh quay phim. Và kết luận của chúng tôi là sau cái phần này là từ giờ trở đi Mây sẽ là phụ quay, và hàng ngày khi đi quay xong về, ít nhất là hết ngày hôm nay, là Mây sẽ xách máy quay cho quay phim. Anh cảm ơn anh vì anh hướng dẫn cho chúng em rất nhiều nhá. Rồi Mây, xin mời. Chào anh, bây giờ mình sẽ bắn nỏ đó. Anh tên là gì anh? Tính. Dạ. Adi, Mây. Dạ em Mây. Cái này là cung ạ. Dạ cung ạ. Sao Adi bảo là nỏ? Adi có biết cung và nỏ nó khác nhau như thế nào không? Thì cái này bắn như thế này, còn nỏ là nó có cái khung nữa mà mình kéo cái gọi là gì? Nãy. Ừ, thì nó bắn. Ow! Mày biết luôn là như thế. Ok. Đã bắn được, thành công đối với mình là đã bắn được mũi tên đi. Adi, nói chung là cái kế hoạch này là phá sản. Mây xem thế nào, chắc là rút lại cái quyền tổ chức lập kế hoạch của Adi. Kế hoạch sau đây như thế nào? Về Nha Trang, đi chơi với mấy em ở Nha Trang. Sau đó di chuyển ra Cam Ranh để ngày mai bắt đầu ngày mới. Adi thì thích ở lại một đêm ở Nha Trang, sang ngày mai Mây đi ở Cam Ranh. Rồi, như thế là cũng hóa ra đúng là tất cả mọi người bị lừa. Quá là đúng luôn. Thế là thế nào? Thế là thế nào? Cuộc chạy 80 cây số chỉ để như thế thôi à? Chạy 80 cây số chỉ để như thế thôi à? Mày có biết hôm nay mình sẽ làm gì không? Hôm nay mình đi Cam Ranh. Tại vì đáng lẽ tối qua là mình tới Cam Ranh rồi. Ờ hả? Mày ơi, đi Cam Ranh. Đến Cam Ranh đi thác Tạ Gù luôn nhá. Tạ Gù. Từ đây về Cam Ranh là 36. Từ đó lên Tạ Gù là cũng thế. Tất cả là chưa tới 80. Đáng đấy. Lẽ phải đi từ hôm qua rồi kìa. Thì sẽ đi, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Nhưng mà chưa hết. Thì phải đến một đích nữa. Nhưng mà mày hãy đi theo Adi nhé. Đi đâu? Adi chơi một chút. Ngày hôm qua là đã vỡ kế hoạch rồi. Biết rồi, nhưng mà vấn đề đây là bạn Mây nhìn như thế này chả thoải mái gì. Thì bây giờ Adi phải lo cho một chút. Không, Mây thoải mái mà. Không, Mây không thoải mái. Ở đây hôm nay Adi quyết định là sẽ làm cho Mây thực sự thoải mái. Không phải là bố của ông này, không phải là mẹ của ông này mà phải chăm sóc nó. Lại đây nói nhỏ với lại ekip xem là kế hoạch bí mật của Adi là gì. Bây giờ là Adi định ra chợ mua đồ cho Mây, sau đó Mây đồ sang. Cái tiền ở đâu mua? Lấy tiền của Mây. Thì Mây bây giờ mình sẽ chơi trò chơi, nhưng mà chỉ Adi biết trò chơi thôi. Chỉ có vấn đề là người nào thua phải trả tiền. Thôi. Đồng ý chưa? Không. Thì sorry, nhưng mà hôm nay Mây không cần đồng ý mà mình vẫn chơi. Khoan. Ngày hôm qua nói là quay về Nha Trang để làm gì? Để chơi. Nha Trang nổi tiếng nhất về cái gì? Biển. Đúng. Ngay lập tức hai bạn thay đồ, tắm biển 5 phút rồi lên đi tiếp. Sao lại thế nhỉ? Có đúng là khán giả viết thư trình bày phàn nàn về cái thời trang, gu thời trang của Mây không? Có. Nói thế nào? Là quá tối, quá giả. Mây và Adi nghe. Như Adi nhận xét là cũng rất nhiều khán giả của chương trình viết thư về trình bày cái phần thời trang có vấn đề. Hôm nay chương trình yêu cầu Mây phải thay đổi hình dáng và đi từ cái nhỏ đến cái lớn. Cái nhỏ nhất là đồ tắm. Các bạn nhìn đây.
Tên. Cái này quần nữ mà. Ai đi hết đi mặc đi. Cái này là đồ nữ. Cái này là đồ nữ. Đồ của nam. Không có ai chơi màu hồng hết trơn á. Quần này quần của nam. Có đúng quần của nam không? Dạ đúng. Đấy. Quần của nam. Quần của nam. Bao bao. Cái này thì gu của chương trình còn tệ hơn nữa. Năm phút tắm biển bắt đầu. Hết giờ tắm. Nhìn đạo diễn chơi như thế với Mây thì Adi cũng cảm thấy không ổn, nhưng Adi rất là thích cái hình ảnh mới của Mây với Hello Kitty. Đúng là khác hoàn toàn với cái bộ này. Trẻ trung này không thích. Rất là dễ thương, không có thằng nào chứ không nào phải là ông già như thế này. Nhưng mà bây giờ Mây lên đường đi, đi theo Adi nha. Adi mà phải mắc cái đó thì Adi rất là vui. Sao không mặc đấy? Mây cứ phản nàn suốt, mặc dù người ta mua cho Mây rất là nhiều, rất là đỏ, rất là đẹp. Rồi kế hoạch tiếp theo là gì? Trước hết là quà tặng cho Mây. Nhưng mà bây giờ Adi không trêu hỏi thật. Tại sao mày cứ luôn luôn ăn mặc như thế thôi? Nghĩa là cái áo màu xám này rồi quần jean bình thường. Sao mày ví dụ đi chơi không ăn mặc kiểu như trẻ hơn? Nó đỡ giờ. Đi phượt như thế thì mặc cái quần sóc hoặc là quần quần đuôi thì nó thoải mái hơn. Quần jean cũng thoải mái vậy? Nó không trẻ, nó không sáng. Đi xa thế nào cũng có bụi, cũng bụi bẩn, bùn đất này nọ, nó nhanh dơ đồ lắm, mặc đồ tối cho đỡ dơ. Nếu mà các cô gái thích ông già thì sẽ thích. Này. Nhưng mà đa số cô gái trẻ thì thích người trẻ. Thì mấy mà ăn mặc kiểu như sáng hơn, vui hơn, tươi hơn thì chắc là sẽ có nhiều người thích hơn. Đúng không? Mày không nghĩ thế à? Không biết, nhưng mà mình không thích. Bây giờ rồi, Adi sẽ tặng đồ cho Mây. Mà tôi nghĩ là đồ đó tôi trả tiền lắm à? Chưa chắc. Nếu Adi thua thì Adi sẽ trả lại cho Mây. Hỏi chỗ bán, mà Adi định đi kiếm chỗ nào? À, thì dạ. Sao cô biết? Cô xem hả? Xem thường xuyên. Chắc không? Chắc luôn. Là chụp hình nè. 1, 2, 3. Để nó hợp ra đi. Chị đoán đi, em bao nhiêu? Em hả? Em chắc là mấy? Ba mấy? Già hơn cả mình. Nhỏ hơn đấy hả? Nhỏ hơn. Không, mà nhìn đẹp trai hay sao? Hồi xưa đẹp. Cách đây 20 cân thì rất là đẹp. Cách đây 20 cân. Đẹp trai lắm. Em chưa có vợ hả? Chưa. Chưa hả? Đây, bạn này cũng thế. Hay Tiều bà... không muốn thôi chứ nhiều người lắm mà không muốn. À đúng. Nhiều người không. Nhưng mà phần đầu đây là bạn này thì lại là khác. Em không có, em từ chối. Cái gì? Thích người khác thì lại em bị từ chối. 198 Nhưng mà bạn này thì toàn là thích người ta mà bị từ chối thôi. Chứ không từ chối ai cả. Hai cô nhá, bây giờ quan trọng nhất là hai cô. Ý kiến của hai cô, tại sao bạn này bị ế? Đổi chủ đề. Ế từ lâu lắm chẳng rồi. Chẳng qua là không muốn hay không ế. Chưa mà mới có 29. Mấy năm nay cứ cố gắng mà đây là ai gái thích. Theo đàn mà chưa muốn nè. Nhưng mà bạn này rất là muốn cô bạn gái mà không ai thích à, làm yếu của bạn này. Cái gì? Thế có thích bạn kia không? Ôi thì có chứ.